mùa Giáng sinh nữa lại về với lại kênh Lan Cooking. Thì hôm nay mình sẽ làm một món để mà khi mà đêm Giáng sinh á, mình vừa xem phim Giáng sinh mà mình vừa ăn nhâm nhi nữa, đó chính là món bắp rang bơ hay còn gọi là bỏng ngô các bạn ha. Dĩ nhiên là một món không thể thiếu khi chúng ta xem phim đúng không, vừa ăn vừa nhâm nhi. Thì nguyên liệu chính chúng ta gần có là bắp. Đây là loại bắp mà để chúng ta chuyên dùng cho rang bỏng ngô, rang bắp rang bơ. Nguyên liệu tiếp theo mình cần có chính là bơ. Và ngoài ra để chúng ta ăn kèm cho nó có vị ngọt ngọt mặn mặn thì các bạn sẽ ăn kèm với lại phô mai. Ở đây mình có phô mai bột các bạn ha. Nếu bạn nào không thích ăn phô mai thì chúng ta có thể dùng caramel. Thì chúng ta sẽ rưới lên cái phần bắp của chúng ta. Vậy là mình đã chuẩn bị xong thành phần nguyên liệu để làm món bỏng ngô bắp rang. Và chúng ta bắt đầu tiến hành làm thôi. Trước khi chúng ta bắt đầu làm thì mình sẽ bật một bài hát Giáng sinh để mình vừa nghe vừa làm cho nó có không khí các bạn ha. Khi nồi bắt đầu nóng thì chúng ta sẽ cho bơ vào. Cho bắp vào. Chúng ta sẽ đậy nắp lại. Giờ thấy bắp chúng ta bắt đầu nổ rồi các bạn thấy không? Và cái mùi thơm bốc lên rất là thơm. Mình sẽ cho nhỏ lửa ra để nó hơi bị khét. Bây giờ mình làm tiếp mẻ thứ hai các bạn ha. Ta-da. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Khi mà bắp chúng ta bắt đầu nổ thì các bạn cho nhỏ lửa lại các bạn ha. Tại vì đã đủ độ nóng rồi đó. Các bạn mở nắp ra nó sẽ phun ra luôn á. Nó vàng rất là dữ đúng không? Các bạn có thấy bắp nổ không? Mình cho các bạn xem bắp nổ nha. Đó các bạn thấy không? Như pháo nổ luôn á. Đây chính là phần bắp của mình nè. Đó. Rất là giòn các bạn nha. Rất là ngon. Lát nữa mình sẽ rưới phô mai hoặc là caramel lên rất là ngon dữ nữa.
Nếu các bạn thấy chỉ một bắp nhỏ xíu thế này nè, mảnh nở rất là bự ha. Bạn nào thích ăn phô mai thì chúng ta có thể cho thêm phô mai vào các bạn ha. Ở đây em có phô mai bột, mình sẽ rắc lên trên. Bạn nào thích ăn caramel thì mình sẽ ăn kèm là caramel, rất là ngon. Rất là ngon các bạn ơi, và sẽ ngon hơn khi chúng ta vừa ăn bắp rang mà vừa xem phim.